Mẹ vì yêu con nên đã hiền ra với ba đứa trẻ tại làng Fatima. Cùng lời dặn dò cho đoàn con cái, hãy siêng năng lần chuỗi mân côi, hãy ăn năn sám hối tội đời và tôn sùng Đức Mẹ mân tôi. Xin sang lời ngợi ca Mẹ Fatima, nhờ Mẹ hiền ra mà thế giới chấm dứt chiến tranh và con người sống đời yêu mến, không còn oán thù ghen ghét. Hãy lần hạt mân côi, xin Mẹ sớm tối gìn giữ cuộc đời, nguyện xin Mẹ dẫn đường chỉ lối cho thế giới luôn bình an. Mẹ cầu xin lòng Chúa từ nhân giúp con thoát khỏi đại dịch và thiên tai. Từng lời Mẹ dặn con nguyện ghi khắc, sống yêu thương bạn hữu anh em, sẽ ra đi giúp đỡ mọi người và loan truyền chuỗi hạt mân sang lời ngợi ca Mẹ Fatima, nhờ Mẹ hiền ra mà thế giới chấm dứt chiến tranh và con người sống đời yêu mến, không còn oán thù ghen ghét. Hãy lần hạt mân côi, xin Mẹ sớm tối gìn giữ cuộc đời, nguyện xin Mẹ dẫn đường chỉ lối cho thế giới luôn bình an. Xin dâng lời ngợi ca Mẹ Fatima, nhờ Mẹ hiền ra mà thế giới chấm dứt chiến tranh và con người sống đời yêu mến, không còn oán thù ghen ghét. Hai lần hạt mân côi, xin Mẹ sớm tối gìn giữ cuộc đời, nguyện xin Mẹ dẫn đường chỉ lối cho thế giới luôn bình an, cho thế giới.